Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, một lần nữa chúng ta được cơ hội để nhóm nhau lại. Và trong tinh thần của buổi học kinh thánh của chúng ta luôn dành thời giờ để cảm tạ Chúa cho những gì Chúa Ngài đã làm và chúng ta trải nghiệm Chúa. Cho nên anh chị em ở trong bình luận, anh chị em, những người đã trải nghiệm Chúa, những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, sự đáp lời cầu nguyện của Chúa cho chúng ta, hãy nói lên đôi lời để cùng với lớp học chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa ở trong ơn của Chúa. Vì chúng ta biết chắc một điều là trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta kêu cầu, thì chúng ta có được ngày hôm nay là bởi vì sự can thiệp siêu nhiên của Chúa cho đời sống của chúng ta. Nên chúng ta hãy như người phung lại là người ngoại quốc, trở lại cảm tạ Chúa vì những gì Chúa Ngài đã làm cho mình. Những điều mà không thể tưởng tượng được Chúa Ngài vẫn làm cho. Nên xin Chúa Ngài cho để chúng ta hết lòng biết ơn Chúa và dâng lên Chúa của lễ của sự cảm tạ ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Như trong phần kêu gọi và giới thiệu, chúng tôi mời anh em buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học những cái phước hạnh đến từ bãi danh cứu chuộc của Chúa, để chúng ta có thể nhận cho chính mình và để chúng ta có thể dạng dĩ nói với những người có nhu cầu mà chúng ta tiếp xúc: tôi có thể làm gì cho bạn? Và chúng ta có thể được Chúa Ngài ban phước cho chúng ta có những điều kiện, thì hãy giúp đỡ họ ngay tức khắc. Còn có những điều quá sức của chúng ta, thì chúng ta lại cảm ơn Chúa vì chúng ta có những phước hạnh lớn lao mà Chúa đã dành ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể giới thiệu cho những người có nhu cầu về những phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta, trong đó có các danh cứu chuộc của Chúa, để chúng ta có thể dẫn đưa họ đến chỗ sống kêu cầu danh Chúa để họ được cứu. Và đây là mục tiêu lớn nhất của chúng ta. Ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ chính mình Ngài bằng cách sai con độc sanh của Ngài, là chính Ngài mang lấy nhục thể đến để giúp cho chúng ta thấy chúng ta được chuộc, được cứu, rồi chúng ta có thể trở nên như thế nào ở trong ơn cứu rỗi của Chúa. Con người được đổi mới, tội lỗi được tha thứ, và chúng ta có thể sống một đời sống tràn đầy ý nghĩa, đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Nhưng mà trong Cựu Ước thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua các danh xưng. Cái danh xưng đó trở nên những tín hiệu để gọi báo cho chúng ta đặt lòng tin vào trong sự cứu chuộc mà chúng ta cần đó, vào Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng bày tỏ cho chúng ta các danh xưng này. Mỗi danh xưng cho chúng ta thấy điều Chúa muốn làm cho chúng ta trong cái hoàn cảnh đó. Mỗi danh xưng cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài là đấng giàu lòng thương xót và sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta kêu cầu đến Ngài. Kinh Thánh ghi lại nhiều danh xưng của Đức Giê-hô-va, nhưng mà có 7 danh liên quan đến sự cứu chuộc. Và các danh xưng này không được nhắc đến trừ trường hợp là cho ai đó, cho một con người, một cá nhân nào đó, để có thể trải nghiệm được sự cứu giúp từ nơi Chúa một cách cá nhân. 7 danh xưng cứu chuộc của Chúa. Chúng ta thấy con số 7 từ đây cũng là hình ảnh của con số của sự trọn vẹn. Bởi vì Ngài là cứu Chúa toàn vẹn của chúng ta. Và sự cứu chuộc của Ngài bao gồm sự ban cho toàn vẹn cho mọi nhu cầu của loài người của chúng ta. Và chúng ta khi hiểu điều này, chúng ta sẽ biết ơn Chúa càng hơn. Và chúng ta cũng nhận biết những gì Chúa Giê-xu đã dành lại cho chúng ta thật là lớn lao. Và chúng ta biết khi con người của chúng ta phạm tội, thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng khi loài người chúng ta phạm tội thì chúng ta đã hụt mất sự vinh hiển của Chúa. Tức là những gì Chúa Ngài toan định khi Ngài dựng nên loài người của chúng ta. Tội lỗi làm cho chúng ta mất đi hay là hụt mất, không thể sống như vậy theo như tiêu chuẩn Chúa Ngài đã định để chúng ta có thể sống. Và chúng ta cũng thiếu hụt những điều trong đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài có kế hoạch trước buổi sáng thế. Đó là Chúa Giê-xu Ngài sẽ đến. Và Ngài sẽ là đấng cứu và chuộc về cho chúng ta tất cả những gì đã mất. Và cảm ơn Chúa Giê-xu, trên đường lên thập tự giá và tại thập tự giá, Chúa Giê-xu Ngài đã chịu đổ huyết. Ngài đã chịu những đau đớn thay thế cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sức khỏe của chúng ta được phục hồi, sự bình an được phục hồi, chúng ta lại được phục hồi trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể kinh nghiệm được đời sống tài chánh của chúng ta cũng được Chúa Ngài phục hồi theo ý định ban đầu của Ngài. Và Chúa Ngài đã thực hiện tất cả cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã gánh thay cho chúng ta. Nhưng vì như vậy mà chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh một cách trọn vẹn ở trong ơn của Chúa. Và nhân vì mối liên hệ cứu chuộc với chúng ta mà Ngài đã bày tỏ các danh xưng của Ngài, thì từng cái danh xưng này hướng dẫn chúng ta hướng lòng về Calvary, về Golgotha, nơi mà Chúa Ngài đã hy sinh, Ngài đã trả những cái giá rất là đắt như vậy, đau đớn như vậy, để chúng ta được cứu chuộc. Lòng của chúng ta hướng về Chúa, cảm ơn Ngài và đón nhận một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và sau đó, chúng ta không phí phạm những phước hạnh này khi chúng ta giữ riêng cho mình
nhưng mà chúng ta lại rao báo đến cho những người chưa được nghe để họ cũng có thể kinh nghiệm được như chúng ta. Mỗi danh xưng ở trong bảy danh xưng cứu chuộc của Chúa, mỗi danh loan báo cho chúng ta một sự tỏ ra về thuộc tính, về bản thể và về thánh ý của Đức Chúa Trời cho con cái của Ngài. Và chúng ta thấy rằng những con người kinh nghiệm Chúa và họ nghe Chúa Ngài bày tỏ về danh đó, thì họ đã ghi nhớ, họ đã nói lại, họ đã ghi lại cho chúng ta để chúng ta biết rằng mỗi một cái trường hợp như vậy là một trường hợp điển hình. Chúa Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta trong lĩnh vực đó bởi vì Ngài bày tỏ danh của Ngài. Tại đây như là một cái biệt danh của Chúa. Và Chúa được biết đến vì những việc Chúa làm theo như biệt danh này. Cho nên chúng ta học hỏi để chúng ta áp dụng cho đời sống của chúng ta, đón nhận cho đời sống của chúng ta. Để chúng ta có thể bước đi trong sự phục hồi mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Để cái gì đã hụt đã mất, Chúa Ngài bồi đắp và cho chúng ta có thể sống trở lại với những phước hạnh đó ở trong ơn của Chúa. Và đó là lý do mà chúng ta học từng phước ở trong ơn của Chúa, từng danh của Chúa, để chúng ta thấy đó là kết quả của sự hy sinh chết thay của Chúa Giêsu tại thập tự giá cho mỗi một chúng ta, để chúng ta có thể nhận cho chính mình. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do duy nhất mà chúng ta có thể nhận được hết thảy, bởi vì Chúa Giêsu đã trả xong cho chúng ta tất cả. Khi Ngài long trọng tuyên bố mọi sự đã được trọn, và Chúa Ngài thấy tất cả những cái lời tiên tri về sự hy sinh của Chúa, về công việc mà Ngài phải làm để cứu chuộc loài người của chúng ta đã được ứng nghiệm. Khi Ngài thấy những đòi hỏi của luật pháp của Đức Chúa Trời cho cái việc đền nợ tội thay cho những tội nhân đã làm xong, thì Đức Chúa Giêsu tuyên bố mọi sự đã được trọn, để cho chúng ta thấy rằng cái sự cứu chuộc trọn vẹn của Chúa, cứu ân toàn bị của Ngài đã hoàn tất, đã kết thúc khi Chúa Ngài làm xong công việc của Ngài và Ngài tuyên bố mọi việc đã được trọn rồi. Bây giờ công việc của chúng ta không nhờ vào trong công đức của mình hay là cố gắng để chúng ta chứng minh và tạo cho được những cái phước hạnh này trong đời sống của chúng ta theo ý niệm của các tôn giáo xung quanh của chúng ta, nhưng mà là bởi đức tin chúng ta đến và chúng ta tiếp nhận điều mà Chúa Giêsu đã chuộc về, đã trả thế cho chúng ta để chúng ta có thể hưởng một cách trọn vẹn các ơn phước của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng để ý cái điều này, nó rất là quan trọng. Thật ra tin lành của Chúa rất dễ hiểu, chỉ có tôn giáo và những cái nghi thức của tôn giáo làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp. Chứ còn sự cứu rỗi của Chúa rất là đơn giản. Khi chấp sự Philip đến thành Samaria, ông giảng đấng Christ tại đó. Ông giảng Chúa Giêsu Christ tại đó. Ông không giảng về Chúa, không giảng những lẽ đạo thần học, nhưng mà ông giảng Chúa Giêsu. Và chúng ta đang chuẩn bị để thực hiện công việc này. Chúng tôi cũng giảng Chúa Giêsu qua các danh xưng của Đức Chúa Trời cho anh chị em. Và xin Chúa Ngài cho để chúng ta đón nhận, chúng ta ghi nhận và chúng ta có thể sử dụng nó làm tư liệu để trong tương lai chúng ta sẽ giới thiệu các danh xưng này của Chúa cho những con người có những nhu cầu khác nhau. Thì chúng ta như là một cái người bác sĩ, chúng ta cho toa. Khi chúng ta thấy họ có những nhu cầu đó, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đến và chúng ta giới thiệu cho họ biết có một Đức Chúa Trời rất yêu thương họ. Và Ngài đã chuẩn bị sẵn những gì họ cần. Và Ngài đã báo cho loài người chúng ta biết những nhu cầu đó có thể được đáp ứng bởi vì Ngài là, và chúng ta giới thiệu các danh xưng của Chúa. Khi chúng ta kinh nghiệm được những cái sự phục hồi này, chúng ta sẽ thấy rằng thật là một cuộc sống phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Bởi vì tội lỗi chúng ta chưa nếm trải được, hay là chúng ta đang sống trong thế giới tội lỗi, chúng ta chưa thấy, chưa biết và nếm trải cho chính mình. Xin Chúa Ngài cho để qua bài học này chúng ta sẽ học và chúng ta đón nhận cho chính mình. Điều thứ nhất được phục hồi bởi sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu đó là vinh dự của chúng ta. Vinh dự được phục hồi. Ý, nhu cầu được xưng công bình của chúng ta. Tội lỗi nó lên án chúng ta, rồi nó định tội chúng ta. Cho nên chúng ta cần được sự tha thứ của Đức Chúa Trời và được Ngài công bố chúng ta được tự do, chúng ta được tha thứ ở trong ơn của Ngài. Và sự chu cấp của Chúa, Ngài đã giới thiệu chính mình Ngài là sự công chính của chúng ta, Jehovah Tsidkenu. Theo như Jeremy chương 23 câu 6, danh xưng của đấng ấy là Jehovah, đấng công chính của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu khi Ngài chịu hy sinh thay thế cho chúng ta, Ngài chính là đấng gánh tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Cho nên tặng phẩm xưng công bình được ban cho chúng ta bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả xong những gì cần thiết để chúng ta có thể được xưng công bình, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa ở trong ơn của Ngài. Như Roma chương 5 câu 17 nói, nếu chỉ vì tội của một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một người là Đức Chúa Giêsu Christ mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy. Anh chị em tại đây chúng ta có thể thấy được lời của Chúa cho chúng ta thấy bởi một người là Adam, là tổ phụ của chúng ta. Khi ông phạm tội, khi ông nghe theo lời của vợ,
vợ nghe theo sự cám dỗ của con rắn. Thì chúng ta thấy rằng khi bà hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho chồng của mình đứng ở bên cạnh để ông cũng ăn, thì chúng ta thấy rằng qua cái tội lỗi đó, và bởi vì Adam là người được Chúa ngài dựng nên và Chúa đặt những hạt giống ở trong ông để ông sẽ có những dòng giống được sinh ra theo như huyết thống của ông. Thì bởi vì tội lỗi mà Adam đã phạm, thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng tội lỗi đi vào trong thế gian này. Và qua cái việc cha truyền con nối mà chúng ta thấy cứ tiếp tục được lan rộng ra, bị lan rộng ra, thì tội lỗi cứ nhân lên qua một người mà tội lỗi nó bắt đầu. Cảm ơn Chúa, sự cứu chuộc tuyệt vời của Chúa tại đây. Khi Đức Giêsu đến, thì Ngài làm ngược trở lại. Giống như chúng ta thấy ngày hôm nay có những cái khúc phim mà người ta quay cho cái cảnh xong rồi, thì người ta lại quay ngược nó trở lại. Thí dụ một người đứng ở trên cái đà phóng để nhảy vào trong hồ bơi. Thì khi họ quay theo như vậy, thì cái người này từ ở trên cái dàn phóng của mình nhảy xuống hồ bơi, nước văng lên. Bây giờ người ta quay ngược cái phần kia, phim đó lại, thì chúng ta thấy rằng người này như là quay trở lại và đứng ở trên cái đoàn phóng. Nước thì chúng ta thấy rằng trở lại như bình thường. Đây là hình ảnh tuyệt vời để giúp cho chúng ta thấy được bởi Adam tội lỗi đi vào trong thế gian. Nhưng bởi Đức Chúa Jesus Christ thì tội lỗi đã được cất ra khỏi loài người của chúng ta. Khi Đức Chúa Jesus Ngài nhận và Ngài ôm hết tất cả tội lỗi của con người chúng ta, Ngài thu nó trở lại và Ngài gánh ở trên vai của Ngài. Và Đức Chúa Trời bởi sự đòi hỏi của công bình tuyệt đối đã trừng phạt tội lỗi ở trên Đức Chúa Giêsu. Để qua Đức Chúa Giêsu, tất cả chúng ta, những ai tin nhận, chúng ta có thể kinh nghiệm được sự công bình vì Chúa Ngài phục hồi lại cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, bởi một người tội lỗi đi vào trong thế gian, bởi một người mà tội lỗi cũng được cất ra khỏi thế gian, và đấng cất tội lỗi thế gian là Adam thứ hai hay là Adam cuối cùng, Ngài đến để phục hồi lại cho chúng ta trong ơn của Chúa. Bởi những gì Chúa Giêsu đã làm, chúng ta có thể kinh nghiệm vinh dự của chúng ta được phục hồi. Chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi, chúng ta không còn ở trong cái sự thiếu hụt nữa, nhưng mà Chúa Ngài phục hồi lại cho chúng ta, và chúng ta lại được Chúa Ngài cất nhắc chúng ta, đặt chúng ta đồng hưởng gia tài với Đức Chúa Jesus Christ, và cho chúng ta đồng ngồi với Đức Chúa Jesus Christ ở các nơi trên trời. Vinh dự đã được phục hồi lại cho chúng ta trong ơn của Chúa. Nền tảng đức tin của chúng ta là đấng Christ đã trở nên tội lỗi cho chúng ta. Ngài gánh thay sự trừng phạt cho chúng ta, là sự trừng phạt đáng lý chúng ta phải gánh, để chúng ta không bị lên án, nhưng có được sự công bình của Ngài được áp dụng ở trên mỗi một chúng ta. Đây là phước hạnh hết sức là lớn lao. Cho nên khi chúng ta nghe danh này của Chúa được nhắc nhở, hãy hướng lòng về Chúa, cảm tạ Ngài, vì nhờ Đức Chúa Giêsu Ngài đã chịu trả cái giá để đền nợ tội thay cho chúng ta đó, mà chúng ta có Đức Jehovah Siskenu là đấng xưng công bình chúng ta. Ngài không phải bởi vì chúng ta tự, chúng ta không có công bình, nhưng mà Chúa, bởi những gì Đức Chúa Giêsu đã làm, Ngài xưng chúng ta là công bình. Ngài kể chúng ta là công bình bởi vì phước hạnh mà Chúa Giêsu Ngài đã dành lại cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu là tất cả cho chúng ta, phải không chị em? Ngợi khen Chúa, xin Chúa Ngài ban ơn. Và đây là lời cầu nguyện công bố mà mỗi một chúng ta cần công bố để nhắc nhở chính mình và tạ ơn Chúa. Chúa, Ngài đã mang tội lỗi của con trên thập tự giá. Máu huyết của Chúa đã đổ để con được mua chuộc. Còn bây giờ, chân giá trị được phục hồi với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi. Chúng ta không còn là tội nhân nữa. Nhưng mà Chúa cho chúng ta bây giờ là những con người tự do. Rồi chúng ta là những người được Chúa Ngài phục hồi để chúng ta có thể trở lại mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời và có Chúa ở trong chúng ta qua Thánh Linh của Ngài. Thật là phước hạnh để chúng ta được phục hồi và được xưng công bình ở trong ơn của Chúa. Tạ ơn Chúa. Điều thứ nhì được phục hồi, đó là sự bình an được phục hồi. Khi Chúa Ngài dựng nên loài người chúng ta, chúng ta nghe mô tả của Sáng Thế Ký chương 1, chương 2, một khung cảnh, một thế giới thật là phước hạnh, hòa bình, bình an, cho đến khi Sáng Thế Ký chương 3 có một ý tưởng băng hoại của Satan đã đem đến và cám dỗ Eva, cám dỗ Adam. Thì chúng ta thấy họ đã dại dột nghe theo lời dụ dỗ của con rắn và đã phạm tội chống nghịch lại cùng với Đức Chúa Trời. Thì chúng ta thấy thế giới lập tức nằm ở dưới sự rủa xả. Sự rủa xả bởi tội lỗi mang đến. Đất không còn sanh ra những thứ tốt mà còn sanh ra chông gai và tật lê. Loài người của chúng ta trước khi sa ngã phạm tội thì hưởng sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Tất cả cây trái ở trong vườn Chúa Ngài cho họ được hưởng. Nhưng khi loài người phạm tội thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng
loài người phải cực nhọc, phải làm đổ mồ hôi trán mới có mạng. Chúng ta thấy thú trước đây là nó hiền hòa và nó sống chung với nhau, không có thú dữ. Nhưng mà bởi tội lỗi thì chúng ta thấy thú dữ, cái thú tính bắt đầu đến. Và bởi tội lỗi của loài người mà chúng ta thấy chiến tranh hận thù giết chóc xảy ra. Rồi con người của chúng ta là bị vì tội lỗi ngăn cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần được giảng hòa, chúng ta cần được nếm trải sự bình an ở trong ơn của Chúa. Cho nên khi sự bình an được phục hồi thì chúng ta thấy do cái nhu cầu chúng ta cần nếm trải được sự sống trong sự bình an, phước hạnh đó. Vì khi chúng ta được giảng hòa với Đức Chúa Trời, chúng ta được giảng hòa với những người lân cận chúng ta và giảng hòa với chính mình. Khi chúng ta được bình an với chính mình, khi chúng ta biết học tha thứ chính mình. Vì Đức Chúa Trời Ngài đã tha thứ cho chúng ta, nên chúng ta phải tha thứ chính mình. Chúng ta gặp trở ngại trong việc chỉnh đổi đời sống theo như địa vị mới của chúng ta. Nhưng mà xin Chúa Ngài cho, để chúng ta tin đủ là huyết của Đức Giê-xu vẫn còn linh nghiệm cho đến ngày hôm nay, có thể rửa sạch tội lỗi của chúng ta và sự cứu rỗi của Chúa có thể đến với chúng ta trong tích tắc, trong nháy mắt. Hình dung với tôi, một người mở miệng ra tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, thì sự cứu rỗi của Chúa liền đến ở trên người đó, theo như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Qua sự cung cấp của Chúa, Ngài là Chúa, là sự bình an của con. Jehovah Shalom. Chúa dự bị sự bình an cho chúng ta khi Ngài chịu đổ huyết ở tại thập tự giá, để chúng ta lại được hòa bình với Đức Chúa Trời, chúng ta được giảng hòa với Đức Chúa Trời. Nền tảng của đức tin của chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm được bình an, được phục hồi, đức tin của chúng ta như thế này. Đức Chúa Jesus Christ đã trải qua sự hình phạt và cứu chúng ta khỏi những mặc cảm, để chúng ta có thể kinh nghiệm Ngài ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Anh chị em, khi chúng ta sống trong mặc cảm của tội lỗi, khi chúng ta sống và nhận biết mình là những kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi của mình, bởi lối sống và bởi sự lựa chọn lối sống của mình, thì chúng ta thấy con người chúng ta ở trong tình trạng bất an. Chúng ta không thể nào sống một đời sống một cách phước hạnh được. Như chúng ta thấy những con người sống trong tội lỗi, chúng ta nghe những tài liệu và chúng ta thấy, mới đây tôi đọc một cái tài liệu, người chọn lối sống của tính dục đồng giới. Trong cuộc đời của người này đã có hơn 300 người tình nhân. Kinh khủng. Tại sao? Vì người ta muốn đi tìm cái sự bình an này, cho nên nghĩ rằng cái người này sẽ đem đến, người kia sẽ đem đến. Nên xem tất cả những ngoại cảnh, luôn cả những con người mà họ sống chung đó, tất cả đều ở trong cái môi trường của tội lỗi. Thì làm sao có sự bình an được? Trừ trường hợp chúng ta được giảng hòa với Đức Chúa Trời là quan án công bình. Chúng ta được giảng hòa với những người lân cận của chúng ta. Và chúng ta được giảng hòa với chính mình khi chúng ta tha thứ chính mình về những tội mà mình đã phạm. Thì lúc bây giờ sự bình an của Chúa chúng ta mới có thể kinh nghiệm được một cách tốt đẹp ở trong đời sống của chúng ta. Đây là lời cầu nguyện chúng ta cần công bố. Lạy Chúa, Ngài đã gánh thay án phạt cho con và đã giảng hòa bởi huyết báo của Ngài tại thập tự giá. Nợ tội của con được giải quyết, con tiếp nhận sự bình an của Ngài. Cảm ơn Chúa. Đó là phước hạnh mà Chúa Ngài đã phục hồi lại cho chúng ta. Phước hạnh thứ nhì mà Ngài đã phục hồi lại cho chúng ta. Phước hạnh thứ ba chúng ta được phục hồi, đó là sự dẫn dắt được trở lại. Chúng ta có cái nhu cầu cần được chăn dắt. Chúng ta có nhu cầu cần biết hướng đi. Thì chúng ta thấy điều này trong xã hội của loài người của chúng ta. Chúng ta thấy người Tây Phương họ cũng có, mà người Việt Nam của chúng ta cũng có, người Đông Phương của chúng ta cũng có. Nên là chúng ta tìm đến với những cái nguồn khác để có thể biết được tương lai của chúng ta như thế nào, hay là hướng đi của chúng ta ra sao. Cho nên chúng ta thấy, nhất là ở trong bối cảnh của đất nước của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng người ta đi tìm sự dẫn dắt qua coi bói, qua xem tướng, qua bóc những lá tử vi, đi xin xăm ở trong chùa, vân vân và vân vân. Để chúng ta thấy rằng người ta đang tìm một cái sự giúp đỡ từ bên ngoài. Rồi chúng ta thấy có những nhu cầu dẫn dắt khác mà con người chúng ta sử dụng những cách khác nhau. Người ta xem lá trà, khi người ta mổ một con bò, một con lợn, thì chúng ta thấy rằng họ xem cái bộ đồ lòng, xem những cái mạch máu ở trong cái dạ dày của con bò nó như thế nào, và người ta tìm coi cái hướng của tương lai của họ. Rồi chúng ta quen thuộc với coi chỉ tay, bối bài, vân vân. Người ta muốn tìm biết được những chuyện ở trong tương lai, nhu cầu cần được dẫn dắt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tất cả những cái nguồn để đem lại cái sự chỉ dẫn hay là dẫn dắt đó, nếu nó đến từ âm, nó đến từ thế giới tối tăm, nó đến từ những người đã chết, thì nó không thể nào là tốt được. Mặc dù có nhu cầu con người chúng ta chạy đến, nhưng mà không được sự giúp đỡ một cách phước hạnh,
như chúng ta có thể nhận được ở trong Chúa. Chúa Ngài giới thiệu chính mình Ngài cho chúng ta, sự chu cấp của Chúa, đó là Ngài là đấng chăn dắt chúng ta. Ngài tự xưng danh của Ngài là Jehovah Ra hay là Jehovah Rohi, đấng chăn dắt chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian này, Ngài đã thực hiện những điều cần thiết để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt trở lại. Chúa Giêsu Ngài nói ở trong Giăng chương 10 câu 27, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Chúa Ngài đến và Ngài gần gũi dẫn dắt chúng ta qua Thánh Linh của Chúa, để rồi chúng ta giống như những con chiên nghe được tiếng của Chúa phán, chúng ta quen biết Chúa, rồi chúng ta đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Và Chúa Ngài ví chúng ta như những con chiên, là bởi vì con chiên là con trù, con cừu đó, thì nó không có thể đi và biết hướng đi của mình, luôn luôn là phải có một người chăn đi trước và chiên nó đi theo sau. Cũng có những chỗ mà người ta lùa một cái đàn chiên đó, thì chúng ta biết rằng cái người chăn chiên có thể đi phía sau theo như văn hóa của người Việt của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng họ phải dùng những cái roi, họ phải lên tiếng để hướng dẫn. Thấy con nào nó dừng lại ở bên bờ rào, họ la lên và họ truyền lệnh cho nó. Nhưng mà cái người chăn theo như hình ảnh mà chúng ta thấy ở trong Cựu Ước, ở trong Thi Thiên 23, trong hình ảnh mà Đức Giêsu Ngài nói đến về chính mình Ngài là người chăn hiền lành, thì chúng ta thấy luôn luôn hình ảnh là Chúa đi trước và chúng ta đi theo sau. Ngài chính là hướng đi của chúng ta, Ngài chính là đấng dẫn dắt chúng ta, Ngài chính là đấng hướng đạo cho chúng ta, thì chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa, trong sự dẫn dắt của Ngài. Nền tảng của đức tin của chúng ta đó là Chúa Giêsu đã phó sự sống của mình để trở nên đấng chăn hiền lành, vì chuyên mình phó sự sống của mình, để chúng ta không cần phải lạc lối nữa, không còn dễ dàng bị dẫn dụ nữa, nhưng mà chúng ta có thể bám sát theo Chúa chúng ta, đấng chăn chiên hiền lành. Ngài chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đi vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Ngài dẫn chúng ta đi từ phước hạnh này sang phước hạnh khác khi chúng ta nhờ cậy và đón nhận sự dẫn dắt của Ngài. Cảm ơn Chúa. Bây giờ cái sự phục hồi thứ tư mà chúng ta có thể thấy được ở tại đây. Chúng ta công bố lời cầu nguyện công bố. Chúng ta nói thành lời và hết lòng của mình. Lạy Chúa, con đi theo Ngài. Con quen biết tiếng của Ngài. Con không thể bị dẫn dụ sai lạc khi con có Chúa là người hướng đạo và chăn dắt linh hồn của con. Cảm ơn Chúa. Để chúng ta có thể tin và đón nhận. Vì Ngài chính là đấng chăn tối cao. Và chúng ta có thể nhận sự dẫn dắt của Ngài như là Đức Giê-hô-va Ruhi, Đức Giê-hô-va Ra, đấng chăn dắt chúng ta. Sự phục hồi thứ tư là sức khỏe được phục hồi. Một lần nữa anh chị em, khi Chúa dựng nên con người chúng ta, Ngài không định dựng nên chúng ta để bệnh tật nó sẽ làm cho thân thể của chúng ta bị tấn công, đau nhức, mệt mỏi và đủ mọi thứ tật bệnh. Ngài dựng nên chúng ta trong sức khỏe thiên thượng. Ngài dựng nên chúng ta là một tạo vật mà Chúa Ngài sắm sẵn hết tất cả những gì cần thiết, rồi Ngài mới tạo nên loài người chúng ta và đưa chúng ta vào một môi trường toàn hảo ở trong ơn của Chúa. Thì chúng ta thấy được rằng Chúa Ngài đã định theo như thuốc gia truyền hay là của đông y của chúng ta đó. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cây cỏ, tất cả Đức Chúa Trời Ngài có những cái vị thuốc ở trong những cái trái cây đó, những cái lá cây đó, những cái rễ cây đó. Thì chúng ta thấy rằng khi con người của chúng ta, trước đây ý định của Chúa là chúng ta sinh hoạt, chúng ta ăn trái cây, chúng ta sinh hoạt, thì cái sự môi trường để tạo nên cho chúng ta một cái sức khỏe tốt đẹp đó, Chúa Ngài đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Nhưng mà khi loài người chúng ta phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bởi vì hậu quả của tội lỗi và thế giới của chúng ta đã bị tiêm nhiễm, đã bị băng hoại bởi tội lỗi, thì bệnh tật có thể đến với chúng ta. Rồi Chúa Giêsu cũng cho chúng ta biết thêm nữa, đó là có một sự áp bức của ma quỷ khiến cho bệnh tật nó xảy ra trong thân thể của chúng ta. Nhưng cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời Ngài đã giới thiệu chính mình Ngài cho chúng ta là những con người đau đớn, ốm đau, yếu mọn, bệnh tật. Thì Chúa Ngài ban cho chúng ta một cái phước hạnh của sự chữa lành khi Ngài giới thiệu chính mình Ngài là Đức Giê-hô-va Ra-pha của chúng ta. Ngài nói với dân sự của Chúa trong Sách Tiêu Ký chương 15 câu 26, ta là đấng chữa lành cho các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va Ra-pha cho các ngươi. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta thấy điều Đức Chúa Giê-su đã làm ở tại thập tự giá cho chúng ta và trên đường lên thập tự giá. Đức Chúa Giê-su đã trả giá cho sự chữa lành của chúng ta khi Ngài mang lấy bệnh tật cho chúng ta. Như Ma-thi-ơ chương 18 câu số 17. Ngài đã chịu những lằn đòn để bởi cái sự gánh chịu lằn đòn đó mà chúng ta đã được lành ở trong Chúa. Tuyệt vời. Cảm ơn Chúa. Chúa chịu đau đớn như vậy. Thân thể của Ngài rách nát như vậy để chúng ta được lành lặn, để chúng ta được lành.
Vì Chúa Ngài đã gánh thay cho chúng ta những sự đau đớn rồi. Và khi chúng ta tiếp nhận ơn của Chúa bởi đức tin, chúng ta đặt trên nền tảng vững chắc, Chúa Giêsu đã mang lấy ốm đau cho chúng ta, Ngài đã gánh lấy bệnh tật thay cho chúng ta. Và trong sự chết của Ngài, để chúng ta có thể được sự sống và sức sống tâm linh lẫn thể xác của chúng ta được khỏe mạnh, được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em còn nhớ các chương đầu của Sáng Thế Ký, những con người đầu tiên khi Đức Chúa Trời Ngài dựng nên thân thể của họ, họ sống dài lắm, họ sống gần 1.000 năm. Nhưng mà khi thế giới của loài người chúng ta đã phạm tội và mỗi ngày một gian ác trước mặt Chúa, thì Đức Chúa Trời Ngài phải sai đến một cái cơn đại hồng thủy, một cơn nước lục mà nước dâng cao lên tất cả các đỉnh núi. Và cái thánh ghi lại chúng ta là Chúa Ngài mở những cái vực nước ra. Và việc đó nó làm cho quả địa cầu của chúng ta phải lệch đi ở trên cái trục của nó. Và cái thánh ghi lại chúng ta là kể từ giây phút đó thì mới có mùa. Trước đó thì con người chúng ta sống ở trong một bầu không khí phước hạnh tốt đẹp. Và bầu khí quyển của chúng ta được những cái màn nước lọc đi những cái tia tử ngoại từ ánh sáng của mặt trời. Tế bào của con người chúng ta trước khi thế giới của chúng ta đi đến chỗ bị băng hoại và bị hủy diệt bởi cơn nước lục, thì chúng ta thấy rằng người ta sống rất là lâu. Ý định của Đức Chúa Trời không phải chỉ sống lâu mà sống đời đời theo như cách mà Chúa Ngài đã thiết kế nên cơ thể của chúng ta. Y khoa cho chúng ta biết, khoa học cho chúng ta biết, cứ mỗi 3 tháng cơ thể chúng ta các tế bào sẽ được tái sản sinh trở lại thành những tế bào mới hoàn toàn. Như vậy cơ thể của chúng ta Đức Chúa Trời Ngài đã định theo kế hoạch của Ngài đó, là cứ mỗi 3 tháng chúng ta lại được tươi trẻ trở lại. Giống như cua, giống như tôm mà nó lột da, nó lột vỏ của nó. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài có ý định như vậy cho loài người chúng ta. Nhưng vì tội lỗi thì chúng ta mất đi cái khả năng để có thể được làm mới lại như vậy đó. Nên đòi hỏi Đức Chúa Giêsu, Ngài là đứng để dựng nên chúng ta. Ngài phải hứng chịu những đau đớn như vậy bởi những lần đòn. Ngài hứng chịu và gánh thay cho chúng ta những đau đớn, những đau ốm của chúng ta. Để khi chúng ta tiếp nhận thì chúng ta có thể kinh nghiệm được sức khỏe thiên thượng trong ơn của Chúa. Nền tảng của đức tin của chúng ta đó là Đức Giêsu đã mang lấy ốm đau, bệnh tật thay thế cho chúng ta trong sự chết của Ngài. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự phục hồi, sức khỏe trong ơn của Chúa. Hãy cầu nguyện và công bố lời cầu nguyện này với tôi. Lạy Chúa, Ngài đã chịu đau đớn thay thế cho con, để con không phải chịu tấn công của đau ốm bệnh tật nữa. Con đã được lành ở trong Ngài. Vì nhờ những lần đòn của Ngài, anh em đã được lành bệnh. Anh hãy đón nhận điều này và công bố, bày tỏ đức tin của chúng ta nơi những gì Chúa Ngài đã bày tỏ trên mình Ngài. Chúng ta hãy xưng nhận Chúa Ngài là Jehovah Rapha của con. Chúa là đấng chữa lành cho con. Hãy nhờ những lần đòn của Ngài, con đã được lành bệnh. Hầu cho cơ thể của chúng ta cũng nghe theo những lời công bố này. Anh chị em có biết là tế bào của chúng ta nó có khả năng để nghe không? Cho nên hãy nói để nó nghe. Nó biết rằng nó phải phục hồi và được làm tươi mới, giữ cho sức khỏe đáng lý phải có ở trong đời sống của chúng ta là những người con Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi nhấn mạnh những điều này và nhắc nhở anh chị em là bởi vì nhiều con cái của Chúa tin Chúa rồi nhưng mà không biết để đón nhận cho chính mình. Cho nên chúng ta thấy rằng họ chưa hưởng được một cách tối đa những gì mà sự cứu rỗi toàn bị của Chúa, cứu ân toàn bị của Chúa có thể đem lại cho chúng ta. Hôm nay xin Chúa cho để bởi những sự hiểu biết này do Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta qua bài học này, thì xin Chúa Ngài cho để chúng ta thấy mọi mặt đời sống của chúng ta sẽ bừng lên trong sức sống của Chúa, trong sự phong phú từ nơi Chúa quyền năng, Chúa hằng sống và phước hạnh mà Ngài có thể mang vào trong cuộc đời của chúng ta có thể hưởng được. Vì không phải là vô lý Chúa Ngài giới thiệu chúng ta những biệt danh này của Ngài rồi không làm gì hết. Ngài giới thiệu để gửi cho chúng ta một cái tín hiệu, đó là ta sẵn sàng và ta có khả năng để có thể đáp ứng được nhu cầu đó của con. Khi chúng ta nghe, chúng ta đáp ứng lại bởi đức tin đón nhận, thì quyền năng của Chúa sẽ lưu xuất, sẽ hành động cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Lĩnh vực thứ 5 được phục hồi, đó là sự thịnh vượng được trở lại. Nhu cầu về vật chất của chúng ta. Anh chị em, khi chúng ta sống trong sự thiếu thốn vật chất, chật vật, bần cùng, thì chúng ta thấy rằng nó đánh mất đi cái phẩm giá của con người của chúng ta. Mình cảm ơn Chúa, Chúa phục hồi lại cho chúng ta trong ơn của Chúa. Phải không anh chị em, khi chúng ta thấy những người mà họ vì hoàn cảnh đặc biệt hay là vì một cái lý do nào đó, nghiện ngập hay là gì đó, mà họ ngồi họ xin tiền, họ ngủ ở ngoài vỉa hè, không có nhà, không có cửa đó, thì chúng ta thấy rằng họ bị mất đi cái phẩm giá mà Đức Chúa Trời Ngài đã định khi Ngài dựng nên họ theo ảnh tượng của Ngài.
Chúa Ngài không vui khi thấy loài người của chúng ta sống một cách thiếu hụt so với lại ý định tốt đẹp của Ngài, so với lại sự vinh hiển mà Chúa Ngài đã đổi cho chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu Ngài đeo đuổi, Ngài đến trần gian này, sắm sẵn một cái thân thể ở trong nhục thể này để có thể đền nợ tội thay cho con người chúng ta và phục hồi cho chúng ta tất cả. Và sự thịnh vượng của Chúa được giới thiệu, Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh của chúng ta, đấng sắm sẵn những nhu cần trong đời sống của chúng ta. Sáng Thế Ký chương 22 câu 14, lần đầu tiên danh này của Chúa được bày tỏ. Abraham gọi chỗ đó là Giê-hô-va Jireh, bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Anh chị em nhớ, Chúa Ngài sắm sẵn cho có một con chiên đực, sừng của nó bị kẹt vào trong bụi gai để thay thế cho Isaac. Vì Chúa Ngài sắm sẵn, Ngài chu cấp cho. Cảm ơn Chúa. Trong Tân Ước, sứ đồ Phaolô trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh khi ông viết ở trong thư gửi cho thành phố Philip, thì chúng ta cho hội thánh tại thành phố Philip trong chương 4 câu 19 như thế này: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Y theo ở tại đây hay là giống hệt như, hay là đồng một cái tiêu chuẩn của một Đức Chúa Trời giàu có. Ngài là Đức Chúa Trời Jireh chúng ta, Ngài sắm sẵn cho chúng ta. Anh chị em còn nhớ khi loài người chúng ta phạm tội, đất vì tội lỗi mà bị rủa sả. Nó không chỉ sanh ra những cái rau cải tốt đẹp, mà những cái thứ không tốt và xấu đó, chúng ta thấy như cỏ dại, như gai trong, thì nó cũng mọc lên. Và nó có thể chèn ép những cái cây tốt có giá trị cho chúng ta. Thì chúng ta thấy ở đây, Chúa Ngài muốn phục hồi lại cho chúng ta tất cả, hầu cho những gì chúng ta cần dùng được Chúa Ngài ban cho, để con người của chúng ta không còn phải ở dưới sự rủa sả, phải làm đổ mồ hôi tráng mới có mà ăn. Vì Chúa Giê-xu Ngài đã dành lại cho chúng ta, phục hồi cho chúng ta phước hạnh này. Khi Chúa chịu đổ huyết của Ngài ở trên đầu của Chúa, khi lính bệnh một cái mảo bằng gai để trên đầu của Chúa, và nó lấy một cây lao, nó đập xuống, máu chảy, Chúa chịu đổ huyết ở tại đó để chúng ta được phục hồi. Chúng ta không cần phải làm đến đổ mồ hôi tráng mới có mà ăn. Còn chị em hãy phóng tầm nhìn và thấy điều này. Bất cứ cuộc đời nào, xã hội, đất nước nào đón nhận ơn của Chúa Giê-xu, thì chúng ta thấy đời sống của con người được thịnh vượng ở trong ơn của Chúa. Đất không còn bị rủa sả nữa, vì Chúa Ngài đã phục hồi lại cho chúng ta. Nền tảng đức tin của chúng ta trong Đấng Christ, trong sự phục hồi về sự thịnh vượng này như thế này: Đấng Christ đã trở nên nghèo để chúng ta qua sự trở nên nghèo của Ngài mà được giàu có trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Sáng nay tôi nhắc nhở các anh chị em, chúng ta nghĩ sai, chúng ta công bố thành lời, chúng ta nói riết rồi chúng ta cũng tin, nhưng mà chúng ta biết rằng Kinh Thánh không nói như vậy. Nhiều người nói rằng đi theo Chúa thì chúng ta phải nghèo, vì thầy của chúng ta, vì Chúa của chúng ta đó, Ngài nghèo lắm, Ngài nghèo đến độ không có gối để mà gối đầu. Con cáo có hang, chim trời có tổ, xong con người không có chỗ để gối đầu. Nói Chúa nghèo đến như vậy, nghèo không có cái gối để ngủ. Cho nên mình đi theo Chúa mình phải nghèo. Không, Chúa Ngài trở nên nghèo như vậy cho chúng ta đó. Ngài không phải là một Đức Chúa Trời nghèo, mà Đức Chúa Trời giàu có vô cùng. Mà Ngài bằng lòng trở nên nghèo, để qua cái sự trở nên nghèo đó của Chúa mà chúng ta nhận được cái phúc lợi là chúng ta có thể được trở nên giàu có trong Ngài. Và đây là điều mà lời của Chúa đã xác nhận cho chúng ta. Chúa ban cho, Chúa chu cấp mọi nhu cầu của chúng ta. Bởi vì Chúa Giê-xu Ngài đã chịu đổ huyết của Ngài để chuộc lại cho chúng ta rồi. Hãy đón nhận những phúc lợi này ở trong ơn của Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cần công bố là: Lạy Chúa, khi Ngài ban cho con Đức Chúa Giê-xu, Ngài thật đã ban cho con mọi sự. Như Roma chương 8 câu 32, con tiếp nhận sự ban cho của Ngài cho mọi nhu cầu của con hiện tại. Cảm ơn Chúa. Anh chị em tin và đón nhận đi, rồi chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Chúa bày tỏ ra trên chúng ta. Bởi vì chúng ta không nhận được những gì chúng ta chê, chúng ta bỏ, nhưng chúng ta sẽ nhận được phước hạnh cách tối đa khi chúng ta đón chào, chúng ta đón nhận Chúa Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh của chúng ta, đấng sắm sẵn mọi nhu cầu của chúng ta. Có một chỗ mà chúng ta cũng để ý đến tại đây, đó là Chúa đã ban cho chúng ta rồi, bây giờ vấn đề là chúng ta cần khám phá để thấy. Chúng ta nhớ trong câu chuyện khi Chúa muốn thử đức tin của Abraham đó, Chúa bảo ông phải đem đứa con là đứa con duy nhất của ông và dâng cho Chúa làm của lễ. Ông đã dắt con của mình đi đến nơi mà Chúa Ngài đã định. Tại đó ông làm một cái bàn thờ bằng đá, ông xếp đá rồi chất củi lên.
Isaac hỏi cha của mình một câu rất là đau lòng. Lửa đây, củi đây, nhưng mà của lễ ở đâu hỡi cha? Thì ông đã đặt lòng tin nơi Chúa. Ông vẫn tiếp tục, vì ông nghĩ rằng, ông tin rằng, dù con của ông mà nó có chết đi rồi, đó Chúa cũng có quyền có thể làm cho nó sống lại. Vì ông nhìn cái thân thể của ông đã chết 100 tuổi rồi, làm sao có thể sanh con được, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể làm cho nó sống động. Cho nên đức tin của ông như vậy. Nhưng ông không ngờ, khi ông đưa cây dao lên để chuẩn bị giết Isaac để làm của tế lễ, thì tiếng của thiên sứ của Chúa đã đến và nói với ông đừng tra tay ở trên con trẻ. Rồi Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là ngay cái giây phút đó, Abraham nhìn thấy một con chiên đực, sừng của nó mắc ở trong bụi gai. Tôi tin rằng con chiên đực đó đã bị mắc ở trong cái bụi gai, nó không có đi đâu và nó đã có mặt ở tại đó. Nhưng ông không thấy. Cho đến khi Chúa ngài mở mắt cho ông thấy, cho nên ông đã tuyên bố ngài là đấng sắm sẵn, Jehovah Jireh. Anh chị em, Chúa Giêsu đã sắm sẵn cho chúng ta là con cái của Chúa, Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta tất cả những điều này rồi. Bây giờ bởi đức tin qua bài học buổi tối hôm nay, xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu chính là con chiên mắc sừng ở trong bụi gai đó. Ngài đã hứng chịu, ngài đã định để gánh tội lỗi thay thế cho chúng ta. Ngài là đấng giàu có trở nên nghèo thay thế cho chúng ta, để chúng ta được giàu có trong ngài, chúng ta được phục hồi phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cho nên hãy công bố con tiếp nhận sự ban cho của ngài cho mọi nhu cầu của con. Cảm ơn Chúa. Lĩnh vực thứ sáu mà chúng ta được phục hồi, đó là mối tương giao thông công với Chúa trong tình bằng hữu. Nhu cầu về sự hiện diện của Chúa cho chúng ta. Cô đơn, bị ngăn cách, xã hội xa lánh, nó sẽ nuôi dưỡng cái nỗi thất vọng và tuyệt vọng ở trong một con người. Bạn chị em, cô đơn là một cái thứ tình cảm mà chúng ta thấy rằng khó nhất để con người của chúng ta có thể trải qua được. Ở tại Mỹ này có một cái show mà chúng ta thấy người ta gọi là reality show. Thì người ta tìm cách để mà thử những người, để đưa họ vào trong những cái đảo và cách ly họ với thế giới văn minh. Họ phải sống một cách hoang dã ở trong những cái chỗ đó. Có những người họ có thể chịu đựng được một thời gian khá lâu, nhưng mà đa số không chịu nổi vì sự cô đơn. Chúng ta cũng thấy một trong những cái cách mà người ta nhốt những tù nhân gọi là biệt giam. Đó là một cái loại nhốt tù kinh khủng nhất. Biệt giam, tức là người đó không thấy ánh sáng mặt trời, cũng không thấy một con người nào khác, không có cái sự tiếp cận với một con người khác. Mà họ bị giam riêng ở trong một cái xà lim, một cái phòng riêng, mà luôn cả ánh sáng mặt trời cũng bị che nữa. Thì chúng ta biết rằng người ta khốn khổ lắm ở trong những giây phút như vậy, khi bị nhốt như vậy. Có những con người bị nhốt ở trong tù của cô đơn, nhốt ở trong tù của sự ngăn cách, đã dẫn đến thất vọng, tuyệt vọng. Và chúng ta cảm ơn Chúa, cái nhu cầu này chúng ta vốn có. Chúng ta cần một cái người bạn thân hơn anh em, để gần gũi, để trò chuyện như là một người bạn thân với chúng ta. Thì cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng ngài là đấng có thể bày tỏ sự hiện diện của ngài ở đó với chúng ta, ở với chúng ta trong cái hoàn cảnh đó. Ngài luôn ở đó với chúng ta khi ngài giới thiệu ngài hiện diện ở tại đó, Jehovah Shammah, như trong Ê-xê-chiên 48 câu số 35. Bởi vì chúng ta đã được làm nên gần bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta bây giờ được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Rồi Chúa ngài không kể chúng ta là đầy tớ nữa, nhưng mà kể chúng ta là bạn hữu của ngài. Nền tảng của đức tin của chúng ta, Đức Chúa Giêsu ngài đã chịu chết để mang chúng ta trở lại làm người nhà của Đức Chúa Trời, như là thành viên trong hoàng tộc của Chúa. Ở trong ơn của Chúa, xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Chúng ta cầu nguyện trong sự công bố là Chúa ngài đã xóa bỏ tội lỗi đã từng ngăn cách con với chính ngài. Bây giờ con không còn cô đơn, nhưng con đã được phục hồi như là bạn hữu, như là người đồng công với ngài. Cảm ơn Chúa. Ô thật là tuyệt vời để chúng ta được Chúa ngài hứa với chúng ta, ngài luôn hiện diện với chúng ta, ngài luôn ở đó với chúng ta. Chúng ta ở đâu, Chúa ở đó với chúng ta, vì ngài không lìa chúng ta, không bỏ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Lãnh vực thứ bảy chúng ta được phục hồi, đó là sự đắc thắng lại tìm được. Cái nhu cầu cần được kinh nghiệm sự đắc thắng của chúng ta. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta bị đánh bại, bị đe dọa, bị gây nỗi sợ hãi và chán nản, thì nó làm cho phẩm giá của chúng ta bị hạ thấp. Nó gây cho chúng ta khốn đốn. Bởi vì chúng ta thấy rằng những điều này nó kéo con người chúng ta đi vào trong cái chỗ chúng ta gặp những sự khó khăn lớn. Cho nên sự chu cấp của Chúa ở trong chỗ này rất quan trọng cho chúng ta.
Ngài là đấng đắc thắng của chúng ta. Ngài là Jehovah Nissi của chúng ta. Cảm ơn Chúa, Ngài là đấng đắc thắng cho chúng ta. Ngài là đấng đắc thắng mọi quyền lực và các thế lực ở trên trần gian này. Và Ngài là cứu Chúa chúng ta, Ngài cứu chúng ta khỏi những cái sự tối tăm và ban cho chúng ta phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, nền tảng của đức tin của chúng ta. Đức Giêsu đã chịu chết để hủy phá công việc của ma quỷ. Bây giờ, Ngài trở nên sự đắc thắng và là cờ bay phất phới trên đời sống của chúng ta. Thì chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Cờ mà Chúa Ngài phất ở trên cuộc đời của chúng ta là Đức Jehovah Nissi, cờ của sự đắc thắng. Chúng ta biết ngày xưa khi người ta ra trận, thì một cái đạo quân người ta có một cái lá cờ đi trước. Cái lá cờ này khiến cho phía bên kia nhìn thấy đó, thì họ biết rằng họ chuẩn bị để đương đầu với một đội quân mà đã có những thành tích như thế nào. Những cái biểu tượng được thêu ở trên cái lá cờ đó để nói cho cái đạo quân bên kia biết rằng đạo quân này đã từng thắng ở trong trận chiến đó, trận chiến đó đã từng thắng cái dân tộc đó, đoàn quân đó. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài cũng là đứng đi trước chúng ta và Ngài phất cờ Jehovah Nissi trên cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta thấy rằng Satan và các thiên sứ sa ngã khi nhìn thấy, và khi chúng ta núp mình ở dưới cánh bóng của Đức Jehovah Nissi, chúng ta thấy rằng ma quỷ phải tháo chạy, bởi vì chúng ta có Đức Jehovah Nissi đấng đắc thắng ở với chúng ta trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Lời cầu nguyện công bố của chúng ta trong lãnh vực này là Chúa, Ngài đã cất đi quyền lực của Satan trên đời sống của con và dời con vào vương quốc của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời của tôi, Ngài ở cùng tôi thì ai có thể chống lại tôi? Nếu Chúa ở cùng tôi thì ai có thể chống nổi tôi? Roma chương 3 câu số 31. Cho nên bây giờ con được dự phần vào sự đắc thắng của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được sự thắng ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta có thể kinh nghiệm sự sống đắc thắng ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và dành cho em, sau khi chúng ta hiểu 7 lãnh vực mà danh cứu chuộc của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta, và chúng ta thấy 7 lãnh vực này được phục hồi cho chúng ta, và chúng ta thấy một cuộc sống phong phú, phước hạnh, cảm ơn Chúa, thịnh vượng, bình an, có Chúa luôn đi cùng và đảm bảo sự đắc thắng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được những điều này, vì Đức Chúa Giêsu đã bằng lòng trả hết tất cả những cái giá cần phải trả, gánh thay cho chúng ta những gì cần phải gánh, để chúng ta được phước hạnh một cách trọn vẹn như vậy. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Tôi kêu gọi anh chị em bằng cả đức tin của mình, đón nhận hết, không chừa một điều nào, mà thưa với Chúa rằng là Chúa, con xin tiếp nhận tất cả những phước hạnh mà Chúa Giêsu đã dành lại cho con ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Sau đó tôi khuyến khích anh chị em là những người đã thấu hiểu, đã đón nhận những lẽ thật này cho chính mình. Chúng ta đã thấy sự sắm sẵn của Đức Chúa Trời, như Abraham nhìn qua và thấy cái sự sắm sẵn của Chúa, một con chiên đực, sừng của nó mắc ở trong bụi gai. Ông la lên, Jehovah Jireh, Đức Jehovah sắm sẵn. Thì chúng ta cũng vậy, hãy sống và đón nhận một cách phước hạnh trong ơn của Chúa. Rồi bây giờ áp dụng trong việc truyền giáo. Anh chị em, khi chúng ta thấy một người nghèo khổ, chúng ta có thể cho họ một bữa ăn. Nhưng anh chị em yêu dấu, nếu anh chị em giới thiệu cho họ đấng mà sẵn sàng đáp ứng và chu cấp những nhu cần trong đời sống của họ, thì tốt hơn gấp triệu lần hơn, phải không? Gia đình chúng ta hãy đón nhận cho chính mình kinh nghiệm Chúa và giới thiệu một cách mạnh mẽ. Khi tôi giảng những điều này, vì tôi đã kinh nghiệm một cách cá nhân, cho nên tôi có thể nói một cách mạnh mẽ, công bố ở tại tòa giảng cho một hội chúng đông đảo người khi chúng ta truyền giảng. Bởi vì tôi đã kinh nghiệm một cách cá nhân, cho nên tôi có thể công bố điều này mà không một chút ngại miệng, mà dặn dĩ công bố ra bởi vì mình kinh nghiệm cho chính mình. Tôi cũng khuyến khích anh chị em, chúng ta là các con gái của Chúa, hãy nhận cho chính mình, trải nghiệm đi, rồi chúng ta mạnh mẽ giới thiệu Chúa của chúng ta qua 7 danh cứu chuộc này cho những người có nhu cầu, cho những hoàn cảnh khác nhau. Và Chúa Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của họ. Khi chúng ta mời họ tiếp nhận Chúa trước làm cứu Chúa của mình, ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Kêu cầu danh Chúa cho sự cứu rỗi trước, sau đó kêu cầu danh Chúa cho các nhu cầu của họ, Chúa cũng sẽ cứu họ ra khỏi những hoàn cảnh đó. Cảm ơn Chúa. Phước hạnh của Chúa dành cho mỗi một chúng ta được hưởng ở trong ơn của Ngài. Ngợi khen Chúa của chúng ta. Bây giờ tôi xin phép được cầu nguyện cho anh chị em, và tôi khuyến khích anh chị em trong thời gian này đón nhận bằng hết cả tấm lòng của mình ở trong ơn của Chúa trong thời gian này. Trao dấu, tôi còn tạ ơn Ngài vì 7 danh cứu chuộc mà Chúa Ngài đã bày tỏ ra cho những cá nhân, những con người ở trong cựu ước. Và cảm ơn Chúa vì tất cả các danh này đã được gom lại một cách trọn vẹn trong Đức Giêsu Christ, Chúa của chúng con. Giêsu nghĩa là Jehovah cứu. Cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm tất cả ở trong Đức Giêsu Christ, ở trong Đức Giêsu. Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời là phải và amen.
Thì chúng con đón nhận trong thời giờ này tất cả những lời hứa của Chúa, các danh bãi danh cứu chuộc của Ngài cho đời sống của mỗi chúng con. Con cầu nguyện Chúa làm việc trên hết thảy anh chị em chúng con và những người đang học, đang nghe. Chúa ngài cho tất cả chúng con đều kinh nghiệm Chúa ở trong sự tiếp trợ ban phước của Ngài cho những lãnh vực chúng con cần. Ô lại Chúa của chúng con, những ai đang cần vinh dự được phục hồi, xin Chúa Ngài là Đức Giê-hô-va Sít-kênu, đấng xưng công bình, đấng binh vực chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Là Chúa ai cần được sự bình an, xin sự bình an được phục hồi, Ngài là Đức Giê-hô-va Shalom cho anh chị em chúng con, để chúng con có thể sống trong sự bình an từ nơi Chúa. Chúng con không nơm nớp lo sợ những điều xung quanh của chúng con nữa, bởi vì chúng con có Đức Giê-hô-va Shalom ở cùng chúng con. Ô lại Chúa, con cầu nguyện cho anh chị em chúng con ai đang cần sự dẫn dắt của Chúa, có thể kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Chúa Thánh Linh, Ngài là thần chân lý, xin dẫn dắt chúng con. Chúa Thánh Linh, Ngài là đấng hướng đạo cho chúng con, xin dẫn dắt chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài bày tỏ Ngài là Jehovah Ra của chúng con, đấng ở đó, đấng ở bên cạnh chúng con, đấng chân dắt chúng con, để chúng con có thể kinh nghiệm được phước hạnh của sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cho dẫu con cầu nguyện cho anh chị em chúng con đang cần sức khỏe được phục hồi. Ô lạy Đức Chúa Trời của chúng con, cảm ơn Chúa vô cùng, bởi vì Ngài đã sắm sẵn một thân thể để bằng lòng hứng chịu những trận đòn, bị bầm bẹp, bị rách nát, bị đâm thủng. Ôi lại Chúa, để chúng con được lành lặn ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa vì những lặng đòn Chúa Ngài đã hứng chịu trên lưng của Ngài, để bởi đó mà Ngài có thể bày tỏ Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha cho chúng con, đấng mang lấy, đấng chữa lành bệnh tật cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đón nhận sự chữa lành từ nơi Chúa. Xin Ngài làm việc phước hạnh của Ngài mà chúng con vì tội lỗi đã bị thiếu hụt trước đây. Bây giờ xin Chúa Ngài ban phước cho thân thể của chúng con được khỏe mạnh, được phục hồi, được làm cho tươi mới ở trong ơn của Ngài. Ô lại Chúa, tiến trình của các tế bào được sanh ra mới sẽ được thể hiện một cách trọn vẹn phước hạnh ở trong chúng con, để chúng con thấy chúng con có một thân thể tràn đầy sức khỏe từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì những gì Ngài đã dành lại cho chúng con. Nên chúng con tạ ơn Chúa vì nhân những lần đòn của Ngài, chúng con đã được lành bệnh ở trong Chúa. Xin giờ này sức khỏe thiên thượng của Chúa trải khắp ở trong châu thân của chúng con, cho chúng con kinh nghiệm được sức khỏe từ nơi Ngài. Những ai đang đau ốm cần được sự chữa lành, xin Chúa Ngài bày tỏ Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha cho anh chị em chúng con, chữa lành thân thể, chữa lành phục hồi anh chị em chúng con. Các bộ phận đã bị hư hỏng, Chúa Ngài phục hồi, Ngài chữa lành và Ngài khiến cho nó được làm tươi mới ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Ô lạy Chúa, những ai đang cần sự thịnh vượng vì những thiếu hụt ở trong những ngày qua, ô lạy Chúa xin thương xót, và chúng con đón nhận Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh của chúng con. Ô lạy Chúa, xin Ngài ban phước và làm việc trên các anh chị em của chúng con là những người đã lên tiếng và nhờ chúng con cầu nguyện ở trong những ngày qua vì công việc làm ăn đã bị vỡ nợ và đang gặp nhiều sự khó khăn. Ô lạy Chúa, xin Chúa Ngài đến gần và bởi ơn của Ngài bày tỏ Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh cho anh chị em chúng con, đáp ứng nhu cầu bởi ơn của Ngài. Vì Chúa ơi, Chúa Ngài đã bằng lòng đấng giàu có bằng lòng trở nên nghèo để chúng con được giàu có trong Ngài. Nguyện xin tất cả những sự phong phú phước hạnh của Chúa đổ xuống trên các anh chị em của chúng con, những ai đang thiếu, đang hụt, đang bị mắc nợ, xin Chúa Ngài thương xót giúp đỡ bởi sự hành động siêu nhiên của Ngài, chứng minh là Đức Giê-hô-va Jireh cho chúng con, để anh em chúng con được tự do, chúng con không còn mắc nợ ai hết, chỉ cần mắc nợ yêu thương mà thôi. Và bởi ơn của Ngài, xin Chúa giúp đỡ và phục hồi như Chúa Ngài đã hứa qua lời của Ngài cho chúng con. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Giê-xu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Là Chúa, những ai đang cô đơn, xin Chúa Ngài phục hồi tình bằng hữu ở trong ơn của Ngài. Xin giúp đỡ Chúa giáo vì bất cứ một lý do nào anh chị em chúng con đã bị cách ly, bị ngăn cách với những người khác, xin Chúa Ngài mở hết tất cả những cánh cửa ngục tù, Ngài xóa bỏ hết tất cả những vách tường ngăn cách, khiến cho chúng con được trở lại với chính mình Chúa, gần gũi với chính mình Ngài, bởi vì Ngài đã giới thiệu chính mình Ngài cho chúng con. Ngài luôn luôn muốn trở nên Jehovah Shammah của chúng con, luôn ở đó với chúng con, luôn ở trong hoàn cảnh đó chúng con, ở trong cơn bão với chúng con, bởi vì Ngài là đấng có thừa quyền năng để giúp đỡ chúng con trong những giây phút có cần như vậy. Chúng con ngợi khen Ngài. Và là Chúa, chúng con cầu nguyện điều này cho hết thảy anh chị em của chúng con, chính mình con, để cho tất cả chúng con Chúa giáo kinh nghiệm được sự phục hồi của sự đắc thắng của Chúa. Ngài là đấng đã đắc thắng cho chúng con. Bây giờ Chúa giáo xin tung cờ Jehovah Nissi trên mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con công bố rằng tất cả những kế hoạch chống nghịch lại cùng với chúng con không được thành vượng, vì Chúa là đấng đắc thắng cho chúng con. Không có một kế hoạch nào của Satan có thể đánh ngã chúng con được, bởi vì Chúa là Đức Jehovah Nissi của chúng con. Xin gìn giữ bảo vệ chúng con khỏi kẻ ác, khỏi điều ác. Chúng con ngợi khen Ngài. Lạy Chúa, ban ơn để chúng con có thể nếm trải kinh nghiệm sự đắc thắng của Chúa, và chúng con sẽ rải mùi hương thơm đắc thắng của Đấng Christ ở khắp mọi nơi mà Chúa đặt để chúng con.
để chúng con kinh nghiệm cá nhân và bày tỏ sự đắc thắng của Ngài ở trên nhiều cuộc đời, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúng con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã giành lại, Ngài đã ban phước, Ngài đã phục hồi cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và đón nhận tất cả những phước hạnh này cho mỗi một anh chị em chúng con ngay trong thời giờ này. Tạ ơn Chúa trước vì những sự bứt phá bắt đầu xảy ra, không còn cô đơn, thiếu hụt, bệnh tật, nhưng tất cả sẽ được Chúa Ngài ban cho phong phú phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước trên anh chị em tràn đầy ơn của Chúa. Và nếu anh chị em chưa nắm được hết tất cả, hãy chuyển giảng bài mà chúng tôi, bài học mà chúng tôi nhờ ban kỹ thuật đăng lên. Anh chị em có thể tải xuống, nghiên cứu cặn kẽ hơn, xem hết tất cả các câu kinh thánh để chúng ta được xác nhận về bản danh cứu chuộc này của Chúa và đón nhận cho chính mình, rồi đi rao báo danh của Chúa để những người có nhu cầu có thể kêu cầu danh Chúa, vì ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu trong ơn của Chúa. Hallelujah. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi học kinh thánh kế tiếp. Ở trong ơn của Ngài, chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.